Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 442. Lạc Thiên sửng sốt, lập tức hiểu ra dự định của Lâm Minh. Anh muốn ra mặt cho mình, nhưng Lạc Thiên cũng biết hoàn cảnh của Lâm Minh, nghĩa tục nói hay là bỏ đi, đừng làm lớn chuyện, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt cho Dương Hoa. Ảnh hưởng thì ảnh hưởng, cách nhìn của người khác không liên quan đến tôi. Những người khác dám làm khó dễ với người của tôi, khiến người bên cạnh tôi chịu ấm ức. Chuyện này không thể cứ kết thúc như vậy. Lâm Minh lạnh lùng nói, Lạc Thiên há miệng muốn nói là thôi. Người trợ lý của Lâm Thiên Đường ở bên cạnh loáng thoáng nghe được câu gì đó, lên tiếng nói, anh vừa nói gì, dỡ bỏ sao, anh muốn dỡ bỏ biết lâu sao, không phải chứ, anh lại nói ra lời như vậy sao? Lời nói của trợ lý đó lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Dỡ bỏ biết lâu sao, người đó nói gì vậy chứ, cậu ta nghĩ cậu ta là ai, nói chuyện ngông cuồng vậy chứ. Tôi thấy cậu ta không vào trong anh được nên tức giận rồi chứ gì. Còn không phải sao, cậu không biết chủ của Bỉ Dực Lâu là ai, dỡ bỏ Bỉ Dực Lâu sao? Dù người đó của Giang Thành đến đây e là cũng không có bản lĩnh đó. Người xung quanh xì xầm, ai nấy nhìn Lâm Minh và Lạc Thiên rồi đang được cười giễu cợt. Đương nhiên Quả Đinh Ngô cũng nghe được câu nói đó, nhưng anh ta không có thời gian đi so đo với người này, tiếp đại khách quý quan trọng hơn. Lên trên đường lại nhếch khóe miệng giống như người tới điều gì đó, đột nhiên dừng bước chỉ vào Lâm Minh lên tiếng quát, vừa rồi anh đã nói dỡ bỏ Bỉ Dực Lâu đúng không? Lời nói đó khiến tất cả mọi người bất ngờ, nhiều người nhìn về phía Lưu Thiên Đường. Quả Đinh Ngô cũng ngạc nhiên, cậu vấn đề gì sao? Lâm Minh tỏ ra rất bình tĩnh, yên tĩnh nhìn Lưu Thiên Đường. Đôi nhìn có vấn đề, anh không vào Bỉ Dực Lâu ăn được lại nói ra lời ác độc như vậy, đúng là biểu hiện có một người không có tố chất tốt. Tôi khuyên anh mở rộng tấm lòng ra, mở rộng tầm nhìn thêm một chút, làm người chân thành một chút, nói năng thận trọng một chút, đừng có khoác lác nữa. Lưu Thiên Đường lớn tiếng nói đầy vẻ đứng đắn. Đội ngũ anh ta lập tức quay lại cảnh đó, ghép nhạc mạnh mẽ hùng hồn vào, đang lên mổ âm. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, lượt thích video đã vượt qua 100.000. Anh Lưu nói có lý, phải đó, làm người phải mở rộng tấm lòng một chút, chỉ mới không được vào trong dùng bữa thôi, đã nói ra là như vậy, đúng là quá tệ. Không có bản lĩnh gì mà đòi dỡ bỏ Bỉ Dực Lâu sao? Cũng nhìn lái xe mình có đức hạnh gì, anh ta có tư cách đó sao? Người xung quanh cười cợt, là tin tức tối. Ngày đây, Quả Đinh Ngô là bạn tôi, những lời anh vừa nói đã xúc phạm nghiêm trọng đến bạn tôi và những người yêu thích Bỉ Dực Lâu. Tôi yêu cầu anh hãy xin lỗi bạn tôi và Bỉ Dực Lâu. Lý Thiên Đường nói ra lời lẽ hùng hồn. Xin lỗi sao? Sao hả? Nên là anh không có cả dũng khí để xin lỗi sao? Con người đáng buồn nhất không phải là khi phát ra tiếng gào thét bất lực, mà là làm sai việc, đi sai đường mà không nhìn rõ lại bản thân, không biết hối hận sửa sai, không chịu nhận sai, đấy mới là chuyện khiến con người hối tiếc nhất. Mặc dù Lưu Thiên Đường tôi không phải thần thánh gì, nhưng hôm nay phải uốn nắn anh. Xã hội này cần phải lan truyền năng lượng tích cực, cần có một tấm gương tốt, cho nên anh bạn, nếu anh từ chối xin lỗi, tôi chỉ định áp dụng thủ đoạn khác. Lưu Thiên Đường nói vô cùng nghiêm nghị, anh định làm gì chứ? Lời mình hỏi ngược lại, Lưu Thiên Đường phất tay. Một thanh niên mặc âu phục đeo kính cộng vàng trong đội ngũ của anh ta đi ra. Người thanh niên này cầm một xấp tài liệu trong tay, vừa đi vừa đọc. Anh dùng lời nói bạo lực đe dọa người khác ở trước mặt công chúng. Tôi có thể thay Bỉ Dực Lâu khởi kiện anh, tố cáo anh tội dọa dẫm. Anh là ai? Tôi là luật sư. Người thanh niên đẩy cọng kính trên sống mũi lên. Ngay vậy xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hay, đối phó với loại người miệng mồm ác độc thì phải dùng đến vũ khí của pháp luật. Lần này để xem anh ta có còn dám kiêu căng hay không. Người xung quanh đồng loạt reo hò, các fan trong phòng đi stream của Lưu Thiên Đường và những người có ảnh hưởng khác nhao nhao phát biểu suy nghĩ. Anh Lưu lời hại, người như vậy chắc chắn là bình thường, ngông cuồng quen rồi, lần này nhất định không thể để yên cho anh ta được. Truyền bá năng lực tích cực, like, nhất định phải cho đại người như anh ta một bài học. Những người dân mạng bình luận. Lưu Thiên Đường thì hét lên, anh hãy xin lỗi mau đi, xin lỗi. Nhân viên sau lưng Lưu Thiên Đường hùa theo. Theo tiếng hô hào của bọn họ, người qua đường ở xung quanh cũng bị bầu không khí đó ảnh hưởng, đồng loạt hô lên xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tiếng hô như sóng thủy triều gào thét ập đến, là mình trở thành mục tiêu công kích. Lạc Thiên tái mặt, không ngờ sự việc lại thành ra như vậy, phải làm sao đây? Lạc Thiên không biết làm sao, định kéo Lâm Minh rời đi, nhưng người xung quanh đã bao vây kín bọn họ, đâu chịu thả cho bọn họ đi. Thế nào, cô có tuyệt vọng không? Lưu Thiên Đường đi tới gần hơn, đè thấp giọng mỉm cười nói, đây chính là kết cục của việc không để mặt Lưu Thiên Đường này. Hai người chỉ là người bình thường, không giống như tôi. Tôi là người có sức ảnh hưởng rất lớn, tôi đại diện cho Lưu được. Tôi có vô số người hâm mộ, tôi nắm trong tay dư luận to lớn. Tôi nói gì thì tất cả mọi người đều sẽ cho rằng điều đó là chính xác.
tôi làm gì thì mọi người cũng sẽ cảm thấy đó là điều đương nhiên. Bây giờ tôi muốn người này xin lỗi thì anh ta phải xin lỗi, không xin lỗi thì các người không được đi đâu. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Latin nghĩa là những lời hỏi. Đơn giản thôi, cô chỉ cần hứa vào trong đó ăn bữa cơm này với tôi sẽ để bạn cô rời đi. Cô yên tâm, tôi chỉ cần nói một câu, ở đây không ai có thể làm khó anh ta. Lý Tư Đường cười nói, anh nằm mơ, tôi không ăn cơm với loại người hèn hạ cặn bã như anh. Latin tức giận nói, được thôi, nếu vậy thì tôi cũng chỉ đành để cô và bạn cô thân bại danh liệt. Ngày mai trang cá nhân của hai người sẽ tràn ngập video hai người vì không vào được bí ẩn lâu mà buông lời quyền rủa ác độc với bí ẩn lâu. Hai người sẽ bị người chỉ trích, bị vô số người ném đá, bị vô số người ghét bỏ. Các cửa hàng sẽ không mua đồ qua các người bán nữa, nhà hàng không cho phép các người vào ăn, thậm chí các người đi phương tiện giao thông công cộng cũng sẽ bị người chỉ trích và chửi mắng. Thế nào, cô sợ rồi chứ? Đó chính là kết cục của việc đối đầu với Lưu Tinh Đường này. Lưu Tinh Đường hạ thấp giọng cười nói, đây là thời đại thông tin, người bình thường không biết hiệu ứng của người có ảnh hưởng trên mạng lớn mạnh đến mức nào. Trong tình huống không có chứng cứ nào, một người ảnh hưởng với số lượng fan đông đảo tạo ra và lan truyền tin đồn hầu như có thể dồn một người vào chỗ chết. Lưu Tinh Đường biết rõ đạo lý này, cho nên anh ta đi đâu cũng sẽ dẫn theo một đội ngũ chuyên nghiệp. Là khi nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Cô đâu ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Sao hả? Cô có đồng ý không? Chỉ cần cô gật đầu, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Lưu Tinh Đường nheo mắt cười, mong chờ câu trả lời của Lạc Thiên. Đúng lúc đó, vài chiếc xe màu đen đột nhiên lái tới, dừng trước cửa bí ẩn lâu. Sau đó, trên xe có một nhóm người bước xuống để đến trước mặt Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, tiếng hô vang lên to rõ. Những người có mặt đều sửng sốt. Chủ tịch Lâm sao? Coi ai vậy chứ? Đến lúc này, có người nhận ra biển số của những chiếc xe này là biển số xe của Dương Hoa. Tôi nhận ra đây đều là biển số xe của tập đoàn Dương Hoa. Người có Dương Hoa đến rồi sao? Chiếc Bentley đầu tiên kia chẳng phải là xe của giám đốc Mã Dương Hoa sao? Ê, giám đốc Mã kia, Mã Hải của Dương Hoa của đến được kia. Trời ơi, ai nấy đều kêu lên kinh ngạc. Lưu Tinh Đường và quản lý Ngô đều ngớ người ra. Sao người của Dương Hoa lại đến đây chứ? Người kia là Mã Hải sao? Vừa rồi bọn họ nói gì cơ? Chú Tịch Lâm sao? Ở đâu vậy chứ? Tất cả mọi người đều không hiểu đầu cua tai nheo gì. Quản lý Ngô phản ứng khá nhanh, vừa đánh ra nụ cười bước tới. Giám đốc Mã hả? Chào ông, tôi là quản lý Ngô của bí ẩn lâu, ông đến để dùng bữa sao? Sự hiện diện của ông đúng là vinh hạnh của bí ẩn lâu chúng tôi, để tôi gọi cho ông chủ bảo quản lý đích thân đến tiếp đại ông, mời ông đi theo tôi đến phòng VIP nghỉ ngơi trước. Mà nhớ mày, quản lý Ngô sao? Không quen, có không nhìn thấy chủ tịch Lâm của chúng tôi đang đứng ở đây sao? Chủ tịch Lâm, quản lý Ngô rùng mình một cái, ở đâu chứ? Không phải tôi vẫn đứng ở đây suốt sao? Lâm Minh bình thản nói rồi bỏ mũi ra, Xuân Hoa lập tức im lặng. Mọi người im lặng chừng mười mấy giây sau đó. À! Vô số tiếng la hét kích động và hưng phấn vang khắp con phố. Là chú Tịch Lâm, là chú Tịch Lâm đó, chú Tịch Lâm của Dương Hoa xuất hiện rồi. Trời ơi, đẹp trai quá, tôi nên mất thôi. Mọi người xung quanh đều nhốn nháo ầm ĩ, nữ thì không nhịn được hét lên chói tai, nam thì vội lấy ra quay chụp. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, phòng đi tìm của những người nổi tiếng trên mạng cũng bùng nổ. Trời đất quỷ thần ơi, chú Tịch Lâm cũng xuất hiện được kìa. Bí ẩn lâu này cũng trâu bò quá rồi đó, có cơ hội nhất định phải đến ăn thử mới được. Các cư dân mạng nhao nhao bình luận, còn quản lý Ngô thì đã kích động đến mức toàn thân đang run rẩy. Sự xuất hiện của chủ tịch Lâm có thể nói là đã đưa độ nổi tiếng của bí ẩn lâu lên tầm cao trước nay chưa từng có. Nó sẽ trở thành nhà hàng nổi tiếng cả nước, hàng ngày sẽ có vô số vị khách từ trời Nam đất Bắc ghé tới. Việc làm ăn của nhà hàng sẽ lên như diều gặp gió, đương nhiên tiền cũng sẽ đến mỏi tay không hết. Phải mà nói cho ông chủ biết tin này mới được. Quản lý Ngô vui vẻ thầm nghĩ, anh Lâm, chào anh, chào anh. Lưu Tinh Đường cũng hoàn hồn trở lại, vội chìa tay ra bước tới định bắt. Nhưng anh ta vừa đến gần đã bị Mã Hải cản lại. Cậu là ai thế? Mã Hải trầm giọng hỏi. Tôi tên là Lưu Tinh Đường, chắc là chủ tịch Lâm và giám đốc Mã cũng biết tôi chứ nhỉ? Lưu Tinh Đường sửng sốt nhưng vẫn là sự cười đáp. Xin lỗi, tôi không biết cậu. Mã Hải lắc đầu. Nhưng tôi lại biết anh đó. Anh Lưu, hình như vừa nãy anh muốn ép tôi phải xin lỗi anh và biết đâu đúng không? Lâm Minh bình tĩnh nói. À, việc này chắc là hiểu lầm thôi. Đúng đúng, chỉ là hiểu lầm thôi, anh không cần xin lỗi đâu. Lưu Tinh Đường vội vàng cười đáp lại. Nếu là chủ tịch Lâm của Dương Hoa thì anh ta có tư cách gì huênh hoang với người ta chứ? Nếu anh đã nói là hiểu lầm thì được, tôi không xin lỗi nữa. Nhưng hình như vừa rồi anh sỉ nhục bạn tôi muốn bây giờ anh xin lỗi bạn tôi ngay. Lâm Minh mặt không cảm xúc nói ra. Việc này Lưu Tinh Đường chần chừ. Anh không muốn hả? Lâm Minh nhíu mày hỏi. À
Anh Lâm, tôi xin nhục bạn anh lúc nào chứ? Chuyện này không còn quan trọng nữa, bây giờ tôi chỉ cần anh xin lỗi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Lưu Tinh Đường nghiến răng. Anh Lâm, trước mặt bao nhiêu người, anh vô duyên vô cớ bắt tôi xin lỗi các anh. Anh có biết điều này có nghĩa là gì không? Tôi là nhân vật của công chúng, làm vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của tôi. Chẳng phải anh nói mình là người nổi tiếng trên mạng, điều khiển được dư luận và lưu lượng, có thể dồn người ta vào chỗ chết sao? Vậy thì tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay anh không xin lỗi thì anh và đoàn đội của anh đừng hòng ra khỏi Giang Thành. Lâm Minh lại được nói. Chủ tịch Lâm, anh đừng ới người quá đáng. Lưu Tư Đường tức giận. Dưới sự chứng kiến có bao người, anh có thể giết được tôi sao? Anh không chịu xin lỗi sao? Không đó, anh làm gì được tôi nào? Lưu Tư Đường nổi cáu, ý và xung quanh có đông người chứng kiến nên dứt khoát trở mặt đối đầu với chủ tịch Lâm. Nếu chuyện này làm ở Mỹ lên, nó không chừng lại đối chéo được cả đống người theo dõi, sẽ có lợi cho anh ta. Tiếc là Lưu Tư Đường chỉ nhìn thấy lợi ích chứ không biết sự đáng sợ của Lâm Minh. Lâm Minh gật đầu, ngoan sang nói, chúng ta có cổ phần của Mộ Âm chứ? Có. Mã Hải Bộ đáp, lập tức phái người liên hệ hạn chế lưu lượng đối với Lưu Tư Đường, đồng thời thông báo với các nền tảng phong sát anh ta hoàn toàn. Chủ tịch Lâm, nếu làm vậy thì sẽ mất một số tiền lớn, việc này có thực sự muốn làm vậy sao? Mã Hải ngập ngừng một lát rồi nói, làm đi. Lâm Minh trầm giọng quát, vâng. Mã Hải không dám chần chừ, lập tức lấy điện thoại đang gọi. Một lát sau ông ta gật đầu, Chủ tịch Lâm sắp xếp xong xuôi rồi. Mã Hải vừa dứt lời, người của Lưu Tư Đường liền kinh ngạc hét lên, ông chủ, phòng đi trinh của chúng ta bị đóng rồi. Cái gì? Lưu Tư Đường ngoảnh phát lại, sắc mặt thay đổi. Lưu Tư Đường là một người nổi tiếng trên mạng xã hội với mấy chục triệu người theo dõi. Hơn nữa, người hâm mộ của anh ta khác với những người nổi tiếng khác. Người hâm mộ của những người khác có 9 phần là cương thi, còn của anh ta có ít nhất 4 phần là người sống, hoạt động cực kỳ sôi nổi. Nền tảng vô duyên vô cớ đóng phòng đi tìm của anh ta, tổn thất gây ra sẽ cực kỳ lớn. Hơn nữa, đây không chỉ là tổn thất đối với Lưu Tư Đường mà bản thân nền tảng cũng gặp ảnh hưởng cực lớn. Nhất thời, đoàn đội Lưu Tư Đường đều hoảng lên. Cứ bình tĩnh, có khả năng chỉ là điều chỉnh tạm thời, để tôi gọi điện thoại hỏi xem sao. Lưu Tư Đường cố tỏ ra vẻ trấn tĩnh, lấy điện thoại ra gọi đi. Điện thoại nối thông. Có chuyện gì thế giám đốc Tạ? Tại sao phòng đi tìm của tôi lại bị chặn chứ? Lưu Tư Đường cố nặn ra nụ cười hỏi ra. Tại sao à? Chẳng phải cậu không biết nguyên nhân rồi sao? Giám đốc Tạ, tôi không hiểu ý của ông lắm. Vẫn chưa hiểu sao? Vậy để tôi nói cho cậu biết, cậu đã đắc tội với người không nên đắc tội. Ý ông là chủ tịch Lâm của Dân Hoa sao? Không đúng, bò chỉ là một công ty bán thuốc, liên quan gì đến những người làm truyền thông như chúng ta chứ? Lưu Tư Đường tỏ vẻ khó tin. Bán thuốc sao? Cậu nghĩ chủ tịch Lâm là ai chứ? Thế lực của cậu ấy to lắm đó. Tôi nói cho cậu biết, ngay vừa rồi đã có người hạ lệnh phong sát toàn mạng. Cậu đã bị phong sát trên tất cả các nền tảng. Tự cậu phốc cho mình đi. Nói xong, giám đốc Tạ liền tắt luôn điện thoại. Giám đốc Tạ. Lưu Tư Đường muốn hít gọi nhưng hoàn toàn vô ích. Anh ta bất lực buông thẳng điện thoại xuống, nhìn Lâm Minh với ánh mắt khó tin. Phong sát trên tất cả các nền tảng sao? Sao lại như vậy được chứ? Lưu Tư Đường không thể chấp nhận được điều này, nhưng sự thật rành rành ra đó. Sau khi phòng đi tìm của Lưu Tư Đường bị chặn, sự việc bắt đầu lan truyền trên mạng. Lưu Tư Đường nhận được mấy cuộc gọi liên tiếp. Khi nghe thấy những lời chất vấn và chỉ trích trong điện thoại, cuối cùng anh ta cũng ý thức được tầm nghiêm trọng vấn đề. Lần này anh ta chơi ngu thật rồi. Chủ tịch Lâm, tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi. Xin anh hãy tha cho tôi, đừng phong sát tôi. Lưu Tư Đường vội khóc lóc van nài, nhưng Lâm Minh làm ngơ. Lưu Tư Đường vội vàng quỳ xuống định lê tới ôm chân Lâm Minh, nhưng bị Mã Hải bảo người kéo ra. Chủ tịch Lâm. Lưu Tư Đường gào thét giãy giụa. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này đều ngây ra. Lưu Tư Đường vừa rồi còn phong quang vô hạn, bây giờ đã bị người ta kéo ra sền sệt như một con chó. Thế giới này đúng là điên thật rồi. Không ít người nổi tiếng trên mạng có chút do dự, không biết có nên tiếp tục quay cảnh này hay không. Người đi đường cũng không dám bàn tán. Lâm Minh mặc kệ Lưu Tư Đường, nhìn về phía Quản lý Ngô. Lúc này vẻ mặt Quản lý Ngô vô cùng khó coi, cả người run lên cầm cập. Chủ tịch Lâm, đại giá Quang Lâm, Bí Dược Lâu vô cùng vinh hạnh. Chủ tịch Lâm, chào cậu, tôi là ông chủ Bí Dược Lâu, mời cậu vào, hôm nay tôi nhất định sẽ tiếp đãi cậu chu đáo. Một người đàn ông đầu trọc, bụng phệ, cười ha hả bước tới, nhiệt tình chia tay ra với Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh phớt lờ ông ta, chỉ nhìn Bí Dược Lâu rồi hỏi, đội thi công đã đến chưa? Đến rồi, đang chờ góc đường, Mai nói ra. Tốt, lập tức phái người giải tán xung quanh rồi dỡ bỏ nó đi. Được, Mai lập tức chỉ huy mọi người làm việc. Mọi người ùa vào Bí Dược Lâu, hiện trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Người đàn ông đầu trọc cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhìn Lâm Minh với ánh mắt kỳ quái. Tôi tên Lâm, cậu làm gì vậy? Không có gì, tôi có một tấm xét trống đây, ông điền vào đi, biết chiếc lâu này trị giá bao nhiêu tiền thì ông viết bấy nhiêu, rõ chưa? Lâm Minh lấy từ trong túi áo ra một tập xét, xé một tờ đưa cho ông ta. Ông chủ tịch nãy mình vội đành ra nụ cười. Tôi tên Lâm, tôi không định bán biết chiếc lâu. Không định bán sao? Được rồi, nếu vậy thì ngày mai ông hãy đến phòng tài vụ của Dương Hoa. Tôi tên Lâm, ý cậu là sao? Bởi vì hôm nay tôi muốn dỡ bỏ chỗ này của ông, thiệt hại bao nhiêu ngày mai ông cứ đến thẳng Dương Hoa lấy tiền bồi thường, tôi định cho ông gấp đôi. Lâm Minh lại lùng nói ra. Ông chủ gây thay thế liền kinh hãi biến sắc, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Và đi ngô, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ông ta biết ngay là quản lý gây họa, lập tức trừng mắt hỏi. Và đi ngô vô cùng ấm ức, chưa thể nghiến răng kể lại đầu đuôi sự việc. Ông chủ tức đến mức lập tức xông tới đấm đá túi bụi. Và đi ngô mặt mũi sưng húp. Ông chủ, tôi còn không muốn như vậy mà, đừng đánh nữa, chẳng phải tôi Lâm đã nói là sẽ đền tiền trong sao? Và Liên Ngô kêu lên oai oái. Đến cái đầu cậu ấy, cậu dám đến Dinh Hoa lấy tiền sao? Cậu muốn ngày mai thấy xác tôi phơi ở ngoài đường phố Giang Thành sao? Cái con chó này đắc tội với chủ tịch Lâm thì chúng ta khỏi cần ở Giang Thành này nữa, mẹ kiếp. Ông chủ bị lâu tức giận đá thật mạnh. Quả Liên Ngô chỉ thế ôm đầu chịu trận. Chẳng mấy chốc, một đám khách khứa đi xuống cửa chính biết lâu, ai đến kêu ca phàn nàn. Nhưng nhìn thấy từng chiếc xe khi không lái tới, ai nấy đều im bặt. Mọi người trợn tròn mắt nhìn biết lâu huy hoàng bị dỡ từng chút một. Cuối cùng Lạc Thiên không thể đến biết lâu ăn cơm, hai người liền chọn một quán ăn nho nhỏ bên đường. Là mình không có yêu cầu gì đặc biệt về nơi ăn uống, chỉ cần môi trường tốt, mùi vị tạm được. Ăn cơm xong, là mình liền đưa Lạc Thiên về. Sau khi chờ Mã Hải đến báo cáo xong việc dỡ bỏ biết lâu, là mình mới hiểu tại sao Lạc Thiên lại vất vả hẹn trước, nhất quyết muốn đến đó dùng bữa. Hóa ra biết lâu có ngụ ý là chắp cánh cùng bay, hầu hết những người đến ăn ở đây đều là nam thanh nữ tú, có mối quan hệ yêu đương. Nghe nói những người có thể lên ăn ở tầng thường chắc chắn sẽ bạc đầu giai lão. Lời chúc tốt đẹp như vậy ai mà chẳng muốn ăn chứ. Tuy rất nhiều người biết đây chỉ là mảnh khóe do ông chủ biết lâu bịa ra, nhưng mà họ vẫn muốn tin, không tiếc bỏ ra số tiền lớn để có một tương lai tốt đẹp. Chủ tịch Lâm tháo dỡ biết lâu làm dấy lên một làn sóng lớn trên mạng. Không ít người kêu la phàn nàn, nói chủ tịch Lâm quá đáng, nhưng là mình không quan tâm đến ý kiến và bình luận của những người này. Bây giờ anh đã có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Sau khi đưa Lạc Thiên về nhà, là mình quay lại công ty để chuẩn bị. Ngày hôm sau, Trương Sóc mang theo đầu của Lâm Minh hỏa tốc đến đại hội. Hiện giờ nơi làm việc của đại hội nằm ở một nơi có tên là núi Long Ngâm, nhưng đây không phải là địa chỉ chính của đại hội mà chỉ là nơi làm việc tạm thời. Hiện giờ vẫn chưa ai biết đại hội thực sự nằm ở đâu, còn đại hội sẽ tổ chức ở địa chỉ chính của nó. Núi Long Ngâm cách Giang Thành rất xa, gần với Yến Kinh. Nghe nói chuyện của Thương Minh lần này có cả Nhạo Lâm đứng sau nhúng tay, Lâm Minh còn chưa đến tìm Nhạo Lâm để tính sổ. Xử lý xong Long Giang Phong, trên đường trở về Giang Thành, anh xét tiện đường tính hết nợ nần với Nhạo Lâm. Lâm Minh ngồi chuyên cơ đến núi Long Ngâm. Trường Sắc đã đến nơi trước Lâm Minh một tiếng. Hắn để lại bản đồ tuyến đường, những việc cần chú ý trên đường đi cũng dặn dò trước, nên Lâm Minh không khó để trà trộn vào đại hội. Những tuyến đường, những việc cần lưu ý hay thậm chí là các cạm bẫy, cứ cách 3 ngày là có sự thay đổi, nên lần này Lâm Minh vào được, nhưng lần tới thì chưa chắc. Đại hội là nơi vô cùng thần thánh trang nghiêm, là đối tượng được người đứng đầu của các ngành nghề, các giới, các lĩnh vực sùng bái nhất, địa vị của bọn họ tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Sự tồn tại của đại hội vẫn luôn là một câu đố, không ai biết bọn họ đã tồn tại bao lâu, cũng không ai biết bọn họ nắm được bao nhiêu, nhưng ai cũng biết rõ chỉ cần thắng được đại hội thì có thể giành được mọi thứ. Muốn một bước lên trời, muốn nhảy qua những khoảng cách không thể nào vượt qua, muốn trở mình thành ông chủ, muốn lên đỉnh cao tuyệt đối, nếu thật sự rơi vào đường cùng thì vẫn còn có một cách, đó chính là tham gia đại hội và thắng nó. Đây là giáo điều mà vô số người tôn thờ, là mục tiêu mà vô số thế lực, vô số gia tộc, vô số tâm môn vẫn luôn cố gắng. Còn trong lòng tất cả mọi người, đại hội luôn là một sự tồn tại thần thánh chí cao, không ai dám khinh nhờn, chứ đừng nói là đối đầu với nó. Còn ai dám đến vào đại hội với mưu đồ bất chính như Lâm Minh chứ? Trường Sắc ôm cái đầu Lâm Minh, trong lòng thầm nguyền rủa tên điên đó. Nếu bị đại hội phát hiện ra thì chỉ sợ tất cả những người liên quan đến Lâm Minh đều sẽ bị giết. Đúng là xui xẻo mà, đang yên lành gặp phải loại thần kinh này. Trường Sắc vừa lẩm bẩm vừa đi nhanh chân hơn.
Hắn không lên thẳng núi Long Ngâm mà đi đến sườn núi rồi bất ngờ rẽ vào, đi vào một con đường nhỏ yên tĩnh. Đi được mấy phút, hắn lại vào một khu rừng trúc, bốn phía không có một dấu chân người, ánh sáng u ám, ảm đạm. Trương Sóc nhìn một lúc rồi bắt chước tiếng chim cu cao giọng kêu lên mấy tiếng. Lát sau, một thanh niên lặng lẽ xuất hiện trước mặt Trương Sóc, đó là Găm Giang Phong, cậu Long. Trương Sóc vội nhỏ giọng chào. Sao rồi, làm việc xong chưa? Găm Giang Phong mặt không cảm xúc hỏi ra. Làm xong rồi, cậu kiểm tra đi. Trương Sóc vội lấy tay nải trên người xuống, bày ra trước mặt Găm Giang Phong. Một cái đầu người đầm đìa máu tươi xuất hiện trước mặt hắn. Găm Giang Phong nín thở, ánh mắt trở nên nóng trực. Hắn cầm cái đầu lên kiểm tra. Một lát sau, hắn kích động đến mức cả người run rẩy. Là đầu Thần Lê Lâm, không sai, là đầu của anh ta, ha ha, Trương Sóc, anh làm tốt lắm, mau kể lại xem, anh đã giết anh ta kiểu gì, mau, nói cho tôi biết đi. Lâm Nhật Phong hưng phấn nói ra. Trương Sóc đã có sẵn lời thoại Lâm Minh dạy, lập tức nói ra những lời đã học thuộc từ trước. Lâm Nhật Phong nghe xong thì tin sái cổ. Lời hại đó, Trương Sóc, học viện hủy phái, cũng có cao thủ trấn giữ, trong đó cường giả nhiều như mây, thế mà không ngờ anh lại dụ được Thần Lê Lâm ra ngoài để giết, không tệ, không tệ, tôi đã coi thường anh rồi đó. Cậu Long, cậu đúng là đã coi thường tôi thật. Bây giờ đầu Thần Lê Lâm đang ở đây rồi, tìm đâu? Trương Sóc mỉm cười nói ra, cho dù trong lòng đang vô cùng căng thẳng. Lát nữa tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh, chỗ này không còn việc gì của anh nữa rồi, anh đi đi. Được, cậu Long, sau này còn chuyện gì thì hãy liên hệ với tôi nhé. Trương Sóc nói xong vội vàng xoay người bỏ đi, không ở lại một giây phút nào. Lâm Nhật Phong nheo mắt nhìn bóng lưng rời đi của Trương Sóc và đứng im chỗ cũ. Chờ Trương Sóc đi rồi hắn mới xoay người. Sau lưng Trương Sóc không biết từ lúc nào cũng xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông này mặc trang phục thường ngày, đeo kính râm và khẩu trang, hai tay đút vào túi áo, không nhìn rõ diện mạo. Lâm Nhật Phong biết những người kia, khẽ cười nói ra. Tốt xấu gì núi Long Ngâm cũng là nơi tiên phong đạo cốt, anh ăn mặc tùy tiện như vậy không thấy là phá hỏng sự tao nhã của nơi này sao? Đừng nhiều lời nữa, cậu chủ Long, người vừa rồi quá thật đã giết chết Thầy Lâm sao? Người đàn ông lên tiếng, ánh mắt sau kính râm đầy kinh ngạc và chấn động. Hình như đến bây giờ vẫn có chút không tin. Lâm Nhật Phong tôi là ai chứ? Tôi là người có đại hội, người tôi tìm đương nhiên không thể khinh thường được rồi. Giết một Thầy Lâm tép triêu dễ như trở bàn tay. Lâm Nhật Phong khinh bị nói ra. Có thể để tôi giám định đầu của Thầy Lâm không? Anh vẫn không tin sao? Thôi được rồi, cho anh nhìn một cái. Tôi còn biết là các anh có thù với Thầy Lâm. Lần này Thầy Lâm chết, các anh cũng bớt một mối họa nhỉ. Lâm Nhật Phong cười lớn, ném cái đầu người qua. Người đàn ông đỡ lấy rồi kiểm tra kỹ càng, nhưng một lát sau anh ta biến sắc. Không ổn rồi, cái đầu này là giả, các anh bị lừa rồi. Cái gì? Nụ cười Lâm Nhật Phong cứng đờ lại, quay phát sang người đàn ông kia. Anh không nhầm được chứ, đầu người mà cũng có giả sao? Chắc chắn đây là giả. Người đàn ông khẳng định chắc địch, nhưng tôi nhìn thấy rõ ràng không phải là ngụy trang mà. Cậu chủ Lâm, thuật ngụy trang này cực kỳ tinh vi, nó không chỉ là thuật dịch dung bình thường mà là một loại thủ đoạn giống như cấy da, nhưng khác với cấy da thông thường, nó gần như là không để lại dấu vết gì. Nhìn bề ngoài thì đây đúng là đầu Thần Lê Lâm, nhưng lột lớp da này đi thì sẽ khác. Người đàn ông lạnh lùng nói, rồi lột lớp da của chiếc đầu ra. Lâm Nhật Phong lập tức ngây người. Dưới lớp da thịt là một chiếc đầu làm bằng xương heo và mảnh vụn tách thành. Nó giống như tượng điêu khắc, được người ta dùng đồ vật dán vào nhau, sau đó dùng dụng cụ sắc bén mài dũa, cho nên đường nét không khác gì Thần Lê Lâm. Nhưng hai người vẫn nhìn ra được đây rõ ràng là thứ được gia công từ đầu heo. Nếu còn thêm lớp da, nhìn từ bên ngoài không ai tin được đây là đầu người được làm bằng đầu heo. Sao lại như vậy chứ? Sao đó lại là giả chứ? Lâm Nhật Phong mở to mắt, đầu óc trống rỗng. Anh Long, anh chưa từng thấy thủ đoạn này cũng bình thường thôi, vì đây là thủ đoạn chỉ có gia tộc chúng tôi mới có, người bình thường không nhìn ra được. Người đàn ông đó nói ra. Nếu như vậy vì sao chú Tịch Lâm lại biết thủ đoạn của gia tộc anh chứ? Lâm Nhật Phong lập tức hỏi. Vì Thần Lê Lâm hèn hạ kia từng vào khu mộ của gia tộc tôi, trộm vật tổ truyền của gia tộc chúng tôi, lén học không ít thủ đoạn của gia tộc chúng tôi. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Cho nên anh mới hy vọng tôi giết anh ta sao? Lâm Nhật Phong hỏi lại. Không sai, anh giết được Thần Lê Lâm, gia tộc chúng tôi sẽ cho anh thần đan giải được bản độc. Gia tộc các anh thật sự có thuốc giải cho đại độc trên người tôi sao? Gia tộc chúng tôi có cả bảo bối mà Thần Lê Lâm không tiếc đi trộm. Sao lại không có đan dược giải chất độc trên người anh chứ? Anh chỉ cần mang đầu anh ta về đây, tôi sẽ tặng thuốc giải cho anh. Người đàn ông cười lớn, nhưng lần này đã thất bại, đời đã. Nếu đời này là giả, phải chăng Trương Sóc kia cũng biết đúng không? Lâm Nhật Phong đột nhiên ý thức được điều gì đó, vẻ mặt khó coi. Tôi đánh chắc hẳn là anh ta cũng biết.
mang theo đồ giả này đến được gặp anh. Anh Long chỉ sợ người tên Trương Sóc đó đã bị thầy Lâm mua chuộc. Thầy Lâm đã biết hết mọi chuyện rồi,